Xin chào các bạn ha. Thì tiếp theo mình sẽ tiến hành demo thử cách để chúng ta dùng cái 730G này để hiệu chỉnh một cái đồng hồ đo chỉ thị kim ha. Chúng ta sẽ so sánh giá trị giữa đồng hồ kim này với cái đồng hồ số của chúng ta là Flux 730G. Và chúng ta sẽ có cái nguồn áp suất ở đây là máy 21A. Chúng ta sẽ bơm áp suất từ máy 21A này và sẽ so sánh giá trị giữa cái Flux 730G và giá trị trên chỉ thị kim. Thì về cái hình thức mà chúng ta sẽ tiến hành hiệu chỉnh, chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta bơm áp suất lên bằng cái máy 21A này. Và chúng ta sẽ chỉnh làm sao cho cái giá trị áp suất nó sẽ, cái điểm số chỉ thị ở trên cái đồng hồ kim này nó sẽ trùng với cái vạch chỉ thị có số ở đây. Đấy, và chúng ta sẽ đọc là giá trị ở trên Flux 730G. Đấy, thì ta sẽ có được cái giá trị là sai số ha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành hiệu chỉnh thử ở điểm là 2 kg trên cm vuông. Okay, áp suất bắt đầu lên. Chúng ta thấy kim bắt đầu dịch chuyển và giá trị kim đang ở vị trí là gần 2. Chúng ta sẽ chỉnh một xíu để cho kim nó nằm chính giữa. Rồi, thì sau khi chúng ta chỉnh một tinh chỉnh một xíu thì chúng ta đã có được là cái kim chúng ta đang nằm ở ngay chính giữa vạch số 2. Thì do là chắc cái camera chúng ta đang ở vị trí thấp cho nên là chúng ta sẽ thấy nó không có được bằng, nhưng mà mình nhìn thấy với cái tầm nhìn là ngang á thì mình thấy là bằng rồi ha. Rồi thì chúng ta thấy đây chúng ta đang có là kim chỉ thị 2 và đồng hồ chúng ta đọc lại là 2,005. Đấy, chúng ta sẽ lấy 2 trừ 2,005, chúng ta thấy có sai số, chúng ta là 0 trừ 0,005 kg trên cm vuông ha. Đấy, thì đó là cách cơ bản chúng ta có thể hiệu chuẩn một cái đồng hồ đo dạng chỉ thị kim với Flux 730G. Chỉ cần mà chúng ta có một cái nguồn áp suất thôi thì chúng ta có thể hiện chỉnh được rồi. Nếu như các bạn quan tâm tới thiết bị cũng như là muốn liên hệ báo giá demo, xin các bạn vui lòng liên hệ chúng tôi thông qua thông tin trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.